và sẹo rỗ rất nhiều, vô cùng nhiều luôn. Sẹo em nó dày, nó sâu, hình thù của nó thì rất là kỳ quái. Mà dưới da của em thì nó vẫn còn sẹo chứ, nó chưa hết, nó vẫn còn mụn, chưa hết mụn nữa. Sau này xem nào, bên này cũng thế này, cái sẹo của em rất là nhiều nhé, từ trên bên dưới toàn là rỗ thôi. Bên này xem nào, bên này cũng thế, rất là nhiều sẹo rỗ, còn là sẹo cả vết thâm nữa. Cái thâm với sẹo này thì thứ nhất là về cái thâm thì mình sẽ không. Em đỡ được bao nhiêu phần trăm trong một tuần? Em cũng cảm giác nó thoải mái hơn ạ. Thoải mái hơn, nó được khoảng tầm 50% không? Cái đấy ổn hơn đấy nhỉ? Đỡ dầu này, mụn đỡ lên rồi. Vâng, em thì cảm thấy nó đỡ dầu, ngủ dậy em xà tay em cảm thấy đi nhiều mặt vào. Nhưng mà đỡ nhiều nhỉ? Bây giờ về chứng chán coi như là cũng ổn hơn rồi, nhưng bọn này sẽ đỡ kinh khủng. Nhưng bọn này có cái mụn ẩn vẫn nhiều chị ạ. Có mụn ẩn dưới da này, chị nhìn này. Mụn ẩn. Bạn ấy phải xử lý hết cái đám mụn ẩn này đi. Thì không, tụi có anh đi à? Mũi nhỉ? Sẹo nhiều quá nhỉ? Rỗ lên rỗ xuống.